Đạo Tuyền Luật Sư, Trì Giới Tinh Nghiêm, đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh. Cho nên người cõi trời cảm động mà dâng cơm cúng dường Ngài. Lúc tu hành, Ngài không tùy tiện nói cười. Nói chuyện với Ngài phải nói hợp với giới luật thì Ngài mới đáp lại, bằng không Ngài không trả lời. Ngài không tùy tiện cười đùa, cũng chẳng khóc than nóng giận, mà luôn luôn với vẻ điềm tĩnh bình thản tự nhiên, không mừng không giận, chẳng buồn chẳng vui, không có mừng giận buồn vui. Thế thì đó là người gì? Phải chăng là người gỗ? Người gỗ thì chẳng biết mừng vui, chẳng biết nổi nóng, chẳng biết khóc than, cũng chẳng biết cười đùa. Thật ra khi những trạng thái mừng giận buồn vui lúc không còn phát khởi thì con người ở trạng thái trung đạo. Người trì giới nhất cử nhất động đều phải giữ trung đạo. Đạo Tuyên Luật Sư nhờ giữ trung đạo cho nên người cõi trời cảm động mà ngày ngày mang vật thực tới cúng dường Ngài. Hàng ngày cứ vào giữa trưa, có vị tiên Lục Quyền Sướng lại đến dâng cúng Ngài những đồ ăn thức uống của cõi trời. Đạo Tuyên Luật Sư vốn tu hành trên núi Trung Nam thuộc Trung Quốc. Núi Trung Nam nối liền với rặng Hy Mã Lạp Sơn, dãy núi thông nhau liên tiếp không dứt đoạn. Nghe nói có rất nhiều người đến núi Trung Nam tu hành và được ngộ đạo. Trên núi này cũng có rất nhiều cọp beo, nhưng chúng không hề gây trở ngại cho những vị xuất gia tu đạo, lại còn hộ pháp cho họ nữa. Đạo Tuyên Luật Sư bấy giờ sống trong một am tranh trên núi Trung Nam để tu hành, và ngày ngày đều được thiên nhân đến cúng dường vật thực. Biết được chuyện ấy, Khuy Cơ Pháp Sư liền sanh vọng tưởng. Vọng tưởng gì? Ngài nghĩ, tất cả đồ ăn thức uống của nhân gian, chay cũng như mặn, ta đều đã nếm qua. Duy có thức ăn của cõi trời là ta chưa được thưởng thức mà thôi. Này Đạo Tuyên Luật Sư, được người trời cúng dường, ta phải đến chỗ ông ấy thọ trai một bữa cho biết mới được. Thế là Ngài liền đến núi Trung Nam để gặp Đạo Tuyên Luật Sư. Lúc ấy, Pháp Sư Khuy Cơ là quốc sư trong nước. Ngài vốn là đệ tử của Huyền Trang Pháp Sư và chuyên giảng về duy thức. Pháp Sư Khuy Cơ rất thông minh. Ngài là một nhân vật chủ yếu trong số 8-900 hòa thượng cùng hợp tác phiên dịch kinh điển tại chùa Bạch Mã. Pháp Sư Khuy Cơ đến am tranh rất sớm để đợi bữa cơm trưa. Vì Đạo Tuyên Luật Sư chỉ thọ trai vào giờ ngọ, nhưng đợi mãi tới quá trưa rồi xế chiều, cho đến tối mịt mà cũng chẳng có ai đến dâng cúng thức ăn gì. Cho nên cả ngày hôm đó Đạo Tuyên Luật Sư không có gì để dùng qua bữa. Khuy Cơ Pháp Sư cũng đành ôm bụng chịu đói. Pháp Sư Khuy Cơ hàng ngày quen dùng những thức ăn ngon, bây giờ suốt một ngày phải nhịn đói chịu không nổi, mỗi phiền não này thật tình là không phải nhỏ, bèn chất vấn Ngài Đạo Tuyên. Nghe nói chỗ Ngài có người trời dâng cơm cúng dường, thế sao hôm nay tôi đến lại chẳng thấy có động tĩnh gì? Hay là Ngài nói khoác? Có phải là Ngài giọng ngữ lừa dối người? Đạo Tuyên Luật Sư nói, tùy Ngài muốn nói sao cũng được. Ngài nói tôi lừa dối mọi người thì cũng mặc Ngài, nhưng chỉ có tôi biết là tôi có dối gạt người khác hay không mà thôi. Mặc dù Pháp Sư Khuy Cơ nói oan cho Đạo Tuyên Luật Sư là lừa dối người, nhưng luật sư vẫn không buồn biện luận lôi thôi. Pháp Sư Khuy Cơ đợi mãi đến chiều tối, rồi vì trời tối mịt nên không về được, phải ở lại am tranh. Pháp Sư Khuy Cơ thì to béo, còn Đạo Tuyên Luật Sư thì gầy ốm. Đạo Tuyên Luật Sư
mặc dù thọ dụng thức ăn của chư thiên cúng dường, nhưng lại không được mập. Còn pháp sư Khuy Cơ, tuy không có thực phẩm của nhà trời để dùng, mà lại phốt pháp mập mạp. Một phần cũng vì ngài thích ăn ngon, nên suốt ngày cứ bảo đầu bếp nghĩ ra cách nấu nướng những món chay thật ngon lành cho ngài thưởng thức. Thế là đêm hôm ấy, pháp sư phải ở lại am tranh. Ngài không tham thiền, kề đầu là ngủ, mà lại còn ngáy gian như sấm. Trong khi đó, Đạo Tuyên luật sư ngồi thiền, nhưng bị tiếng ngáy ồn ào của pháp sư Khuy Cơ quấy rầy, lại thêm lũ rận không ngớt làm ngài khó chịu. Khí hậu ở vùng núi Trung Nam rất lạnh, người tu đạo lại bận dụng công, rất ít tắm rửa, nên trong mình thường có rận, khiến cho ngài không tài nào nhập định được. Do đó, ngài đành phải ngồi bắt rận. Nhưng vì trì giới, không dám sát sanh, nên ngài bắt từng con rồi từ từ thả nhẹ xuống đất, cho chúng tự bò đi nơi khác. Lúc bấy giờ trong am không đốt đèn, mà pháp sư Phi Cơ cũng đã ngủ say, nên chẳng thể hay biết chuyện gì được. Sau đó, Đạo Tuyên luật sư lại tiếp tục tọa thiền. Sáng hôm sau, Đạo Tuyên luật sư trách pháp sư Khuy Cơ: sao ngài chẳng tu hành gì cả vậy? Đã không tọa thiền, không dụng công, tối đến đặt lưng xuống là ngài ngủ vui, lại còn ngáy ôm ý, thật là ồn, khiến tôi đây không thể tọa thiền, cũng chẳng nhập định được. Pháp sư Khuy Cơ nói: ngài nói tôi không tu hành ư? Tôi lại thấy ngài mới là kẻ chẳng tu hành đấy. Ngài nói có thiên nhân đến cúng dường cho ngài, nhưng tôi chờ mãi mà chẳng thấy một bóng dáng thiên nhân nào. Đã thế, đêm qua ngài không chuyên chú dụng công, mà lại ngồi bắt rận. Ngài bắt được 2 con. Nếu như ngài lỡ tay dí chết chúng thì cũng được đi, đằng này ngài lại thả chúng xuống đất, khiến một con thì bị té chết, một con thì bị gãy mất 2 chân. Con rận bị chết đó bèn tố cáo ngài với Diêm Vương, cho nên Diêm Vương định phái loài quỷ đến bắt ngài về tra hỏi. Tôi phải nói tốt cho ngài rằng ngài là một người tu đạo, mong Diêm Vương lượng thứ cho ngài và xin cho 2 con rận kia đi đầu thai, nhờ vậy ngài mới không bị liên lụy. Thế mà nay ngài lại nói ngược là tôi quấy rầy ngài, không để yên cho ngài tu hành. Xem ra ngài mới thật là kẻ không biết đến tu hành đó. Đạo Tuyên luật sư thắc mắc tự hỏi: ông ta làm sao mà biết chuyện mình thả 2 con rận xuống đất được nhỉ? Đêm qua lại không đốt đèn, sao ông ta lại biết rõ sự việc đến thế? Tuy nghĩ như thế, Đạo Tuyên luật sư vẫn không dám biện hộ, bởi ngài nghiêm trì giới luật, không lời qua tiếng lại tranh cãi với người khác. Người ta nói ngài thế nào, ngài cũng nhẫn chịu, không hề tranh biện. Sau đó, pháp sư Khuy Cơ chào từ biệt Đạo Tuyên luật sư: chào ngài, tôi đi đây. Ngài cứ ở đây mà làm ra vẻ tu hành, tôi không muốn chờ đến trưa để thọ trai nữa. Trưa hôm đó, Tiền Lục Quyền Sướng lại đến cúng dường Đạo Tuyên luật sư như thường lệ. Đạo Tuyên luật sư nói với vẻ không vui: hôm qua sao ông không đến? Tiên Lục Quyền Sướng lập tức quỳ xuống thưa: thưa luật sư, hôm qua không phải là tôi không đến dâng cúng, chẳng qua là tôi đã đến đây rồi nhưng không cách nào vào trong am của ngài được. Lúc tôi đến, chung quanh am tranh này trong vòng 40 dặm đều tràn ngập một thứ ánh sáng sắc vàng chói ngời rực rỡ. Ánh sáng làm tôi chóa mắt, không thể nào nhìn thấy con đường trước mặt, nên tôi bèn hỏi Thổ Địa Bồ Tát là vì sao phía trước lại có hào quang chói vàng rực rỡ khiến tôi không thể đi tới được như thế. Thì Thổ Địa Bồ Tát đáp rằng: bởi vì trong nhà tranh đó có một người vốn là nhục thân Bồ Tát, một vị Bồ Tát sống. Hôm qua tôi đi lui đi lại đến mấy lần nhưng đều không có cách nào vào được, cho nên không thể cúng dường cho ngài.
cuối mong ngài lượng thứ cho. Đào Tuyên luật sư bấy giờ mới dở lẽ: thảo nào pháp sư Khuy Cơ được hoàng đế hết lòng tin tưởng và tôn làm quốc sư, thì ra ngài chính là nhục thân Bồ Tát. Từ đó về sau, Đào Tuyên luật sư không dám coi thường pháp sư Khuy Cơ nữa. Cho nên cảnh giới thật sự của Bồ Tát chúng ta không thể nào suy đoán được.